Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Khi nhắc đến Việt Nam, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng bao la, cò bay thẳng cánh và thấp thoáng là những cô chú nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đầy lam lũ. Ra đồng từ sáng sớm và trở về nhà với mồ hôi ướt đẫm là điều ắt hẳn các bác nông dân đã quá đổi quen thuộc. Không chỉ nghề nông mà mọi ngành nghề trong cuộc sống, từ chú chạy xe ôm hàng ngày dãi nắng dầm mưa cho đến anh chàng shipper đứng xếp hàng dưới trời nắng, khiến cơ thể chúng ta tiết ra nhiều mồ hôi hoặc mùi cơ thể. Dẫu biết thật đáng trân trọng những giọt mồ hôi ấy, nhưng đôi khi đó lại là rào cản khiến chúng ta gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Ngay cả những nhân viên làm việc trong văn phòng, quần quay công việc với hàng tá KPI, deadline, khiến đôi khi chúng ta quên mất việc chăm sóc hoặc không có quá nhiều thời gian để tìm ra những sản phẩm chất lượng ngăn chặn mùi cơ thể. Từ đó, khiến cho chúng ta gặp các vấn đề lớn trong giao tiếp, trở nên ngại ngùng, rụt rè trong giao tiếp và tự ti về bản thân.
Mùi trên cơ thể còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu và xa lánh. Và từ khi Etiasil, thương hiệu lăn khử mùi đến từ Pháp, chính thức về đến Việt Nam, đã dần trở thành người bạn thân thiết của mọi gia đình. Tất cả là nhờ vào bí quyết độc quyền của riêng mình. Người bạn Etiasil đã mang lại niềm vui, nụ cười và niềm hạnh phúc cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trong suốt những năm qua.
tự tin trao nhau tình yêu thương, tự tin gần nhau hơn. Etiasil, giải pháp điều trị mồ hôi cơ thể số 1 tại Pháp.